Xin chào các bạn đang xem video của Vietnam Discovery. Trong video ngày hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn khám phá khu đô thị đẹp nhất thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô gồm xây dựng các dãy nhà ở kết hợp thương mại shophouse, xây dựng khu nhà ở đô thị, nhà ở xã hội, khu trung tâm thương mại dịch vụ, kiến trúc cảnh quan trên tổng diện tích gần 90 hectare, diện tích thực hiện dự án gần 50 hectare, địa điểm xây dựng thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang. Denco City là nơi hội tụ hàng trăm dịch vụ tiện ích và cảnh quan văn minh sang trọng như quảng trường ánh sáng The Light với cổng chào tráng lệ rộng 5.000 m², xứng danh với biểu tượng mới của thành phố. Sân khấu nhạc nước The Harmony lung linh huyền ảo với công nghệ trình diễn hiện đại nhất Việt Nam với ánh sáng, âm nhạc và vũ điệu của nước. Quảng trường Victoria 3,5 hectare là một trong những quảng trường rộng nhất Việt Nam, bao gồm tháp biểu tượng cao 36 mét, sân khấu nhạc nước, phố đi bộ, trung tâm thương mại và dịch vụ Denco Plaza rộng 5.000 m². Đại lộ chính Cham Elysee rộng 30 mét chạy xuyên suốt dự án được hình thành với đường nét sang trọng của kiến trúc châu Âu đương đại cùng sự năng động của cộng đồng thương gia thịnh vượng. Nơi đây sẽ trở thành đại lộ mua sắm sầm uất nhất Thái Nguyên với những cửa hiệu cao cấp và những quán cà phê phong cách. Bến du thuyền Monaco sang trọng được bao quanh bởi khu công viên Hồ Mát Rồng với không gian xanh trong, cầu Melody cùng các tiện ích dành cho mọi lứa tuổi. Dự án Denco City xác lập 6 kỷ lục Guinness Việt Nam, cổng chào The Light, cổng chào khu đô thị lớn nhất Việt Nam, quảng trường Victoria rộng 35.000 m² là một trong những quảng trường khu đô thị lớn nhất Việt Nam, tháp biểu tượng Victory cao 42 mét, The Harmony sân khấu nhạc nước trong khu đô thị lớn nhất Việt Nam rộng 12.000 m². Vườn hồng khu đô thị lớn nhất Việt Nam với 2.000 gốc hồng cổ. Khu đô thị có nhiều tượng nghệ thuật nhất với 139 pho tượng. Trước khi đến nội dung chính của video, các bạn đừng quên bấm like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi trên mỗi hành trình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Khu đô thị Denco City được biết đến là dự án đầu tiên do công ty cổ phần tập đoàn Denco triển khai tại tỉnh Thái Nguyên, được khởi công từ năm 2019. Đây đồng thời cũng được giới thiệu là siêu dự án hiện đại bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên, quy mô sử dụng đất 50 hectare, tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Khi nguồn vốn đầu tư của dự án lên đến 1.500 tỷ đồng, nhưng vốn tự có của chủ đầu tư chỉ có 15%, tương đương với 235,4 tỷ đồng. Còn lại là vốn vay ngân hàng thương mại và vốn huy động hợp pháp khác, lên đến con số 1.333,9 tỷ đồng. Dự án đã dính phải một số sai phạm, như xây dựng một số hạng mục khi chưa có giấy phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất chưa đúng thẩm quyền. Bỏ qua những vấn đề đó sang một bên, dù được khởi công vào 28 tháng 7 2019, đến nay sau hơn 4 năm xây dựng, dự án đã và đang được hoàn thiện. Nhìn chung, đây là một trong những dự án nâng tầm đô thị tại Thái Nguyên, là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất Thái Nguyên, được mệnh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất. Denco City mang trong mình những công trình kiến trúc phong cách châu Âu cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp sống sang như resort. Denco City được quy hoạch trên tổng diện tích 49,93 hectare, mật độ xây dựng là 37,3%, diện tích đất ở khoảng 22,87 hectare. Được xây dựng thành khu nhà ở đô thị, nhà ở xã hội, khu trung tâm thương mại, dịch vụ và kiến trúc cảnh quan. Khu đô thị Denco City Thái Nguyên nằm tại vị trí phía bắc thành phố Thái Nguyên, một bên giáp với sông cầu Thơ Mộng. Denco City nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên chưa đến 1 km. Denco City với hơn 1.500 sản phẩm shophouse, biệt thự liên kề với phong cách tân cổ điển, lấy cảm hứng kiến trúc từ những thành phố nổi tiếng tại châu Âu. Nói về cảm hứng kiến trúc châu Âu, người châu Âu luôn tự hào về thành phố của họ. Bề dày lịch sử, nét phong phú đa dạng trong văn hóa phương Tây được phản chiếu trong không gian đặc trưng của mỗi đô thị. Những thành phố như London, Paris, New York được cấu thành bởi mạng lưới kiến trúc và không gian mang đậm những dấu tích không thể pha trộn của lịch sử và văn hóa địa phương. Đặc biệt, trong đó không thể không kể đến cung điện Versailles Pháp, nơi được mệnh danh là cung điện kỳ vĩ nhất châu Âu, nơi lưu giữ những ký ức hoàng kim tráng lệ tồn tại qua 300 năm vẫn lộng lẫy và son. Ngay bây giờ sẽ đưa các bạn khám phá toàn cảnh khu đô thị Denco City. Denco City gây ấn tượng đầu tiên đó chính là cổng chào tráng lệ The Light cao 31 mét, dài 80 mét, được mệnh danh là cổng chào lớn nhất Việt Nam, kết nối bởi đại lộ Cham Elysee, Amsterdam, Venice, chạy xuyên suốt dự án qua các phân khu.
là một trong những địa điểm check-in lý tưởng, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động sự kiện mua bán như Denko Square, Denko Countdown. Ngay trước khi bước vào khu đô thị, chắc chắn du khách sẽ không khỏi choáng ngợp với hình ảnh mã đáo thành công, tám ngựa phi nước đại đặt ngay trên đỉnh cổng chào dự án. Với chiều rộng tổng thể 44,5m, gồm 3 chân cột có bề rộng 6m, được bố trí hai luồng giao thông xuyên qua, có mặt cắt ngang được mở rộng với kích thước 15,5m, cổng chào trở nên nổi bật hoành tráng, hứa hẹn trở thành một tâm điểm của cả tuyến đường và khu vực chùa hang. Cổng chào có chiều cao lên tới 31m, tương đương với tòa nhà 10 tầng, chiều rộng tổng thể cùng công trình lên tới 80m. Công trình cổng chính rộng 44,5m, dẫn lối vào đại lộ Champs-Élysées 30m, đại lộ sầm uất bậc nhất với những nhà hàng cửa hiệu nổi tiếng. Hai cánh cung hai bên được xây dựng và trang trí theo lối kiến trúc đậm chất tân cổ điển với 28 cột lớn, trải dài trên diện tích gần 80m2. Cổng chào The Line được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đánh giá là cổng chào dự án lớn nhất Việt Nam và hiện đang xác nhận kỷ lục Guinness Thế giới. Tiếp tục di chuyển trên đại lộ Champs-Élysées, ta đến với khu King Island, được mệnh danh là khu đắt giá nhất tại dự án Denko City. Khu King Island cách quảng trường ánh sáng 1,2 km với dòng suối Crystal, được lấy cảm hứng từ dòng suối ngọc trong suốt như pha lê, với tiếng nước chảy róc rách như hát lên những bản nhạc dịu dàng. Khu biệt thự đảo King Island tại khu Denko City với 29 lô sản phẩm biệt thự đơn lập với thiết kế tân cổ điển sang trọng, bao quanh bởi dòng suối Crystal trong xanh. Mỗi căn biệt thự tại đảo vua như một lâu đài kiêu hãnh trong thành trì của riêng mình. Một lối vào độc đạo trên diện tích phân khu 27.638m2, diện tích suối Crystal là 8.800m2 với mật độ xây dựng 70%. Quảng trường Victoria với quy mô lên tới 35.000m2, quảng trường Victoria tại dự án Denko City là một trong những quảng trường lớn nhất Việt Nam. Khu quảng trường Victoria bao gồm 1. Sân khấu nhạc nước The Harmony, hai đài phun nước rộng 1.200m2, 2. Tháp chiến thắng, bút tháp biểu tượng mới thành phố Thái Nguyên, 3. Cừu Lion, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng, mang tới cho người dân và du khách những trải nghiệm khó quên. Nơi có tháp biểu tượng cao 42m với ý nghĩa giao thoa trời đất như một ngọn hải đăng luôn tỏa sáng trong đêm, dẫn lối cho cư dân về với trái tim của quảng trường nhạc nước Denko City. Nơi có sân khấu nhạc nước The Harmony 12.000m2, mang tới những trải nghiệm độc đáo, hoành tráng, những màn trình diễn nhạc nước ấn tượng. Quảng trường Victoria sẽ là dấu ấn biểu tượng độc bản của khu đô thị Denko City nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Khúc khải hoàn của một khu đô thị đậm chất nghệ thuật, biểu tượng của sự giàu sang, đỉnh cao và sang trọng. Với tổng vốn đầu tư hàng triệu đô, cùng sự kết hợp giữa hoàn hảo âm thanh, ánh sáng, sân khấu nhạc nước The Harmony sẽ là điểm nhấn đầy nghệ thuật tại khu đô thị Denko City. The Harmony cũng là biểu tượng mới của Thái Nguyên. Sân khấu nhạc nước The Harmony rộng hơn 12.000m2, nằm tại trung tâm quảng trường Victoria rộng 35.000m2, là điểm nhấn độc đáo, được xem là một trong những kỳ quan tại Denko City. Công trình này sẽ là nơi diễn ra các chuỗi hoạt động, lễ hội của khu đô thị, hứa hẹn là điểm đến vui chơi, giải trí bùng nổ của người dân thành phố Thái Nguyên. Được áp dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng và nhạc nước hiện đại nhất thế giới, mang đến những màn trình diễn nhạc nước đỉnh cao. Chương trình nhạc nước được trình diễn vào mỗi buổi tối hàng ngày. Phố đi bộ The Rome sở hữu chiều dài 250m, rộng 30m là trái tim của khu đô thị. Hai bên là hai dãy shop house, kiến trúc tân cổ điển sang trọng đẳng cấp với nhiều hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí hấp dẫn. Trung tâm thương mại Denko Plaza với vị trí ngay quảng trường kết nối các tuyến đường chính của dự án. Denko Plaza là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại Thái Nguyên, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng và tinh tế, quy mô rộng gần 1.500m2 với sức chứa khoảng 1.400 người. Sở hữu một tầng hầm 5 tầng nổi Denko Plaza sẽ là nơi các thương hiệu, nhãn hàng nổi tiếng chuyển đến, là nơi diễn ra các hoạt động như trung tâm hội nghị tiệc cưới, văn phòng, thời trang, mua sắm, ẩm thực, giải trí, spa bar. Khu vui chơi Discoveryland nằm tại vị trí cách trung tâm thương mại 150m, có quy mô 4.321m2, là xứng danh biểu tượng mới của thành phố. Sở hữu bể bơi mang phong cách resort rộng 1.500m2, diện tích mặt nước 308m2,
nhà dịch vụ đẳng cấp 5 sao và các tiện ích khu vui chơi trẻ em, sân tập thể dục. Hồ Mát Rồng là lá phổi xanh của khu đô thị gồm 29 cụm công viên cảnh quan. Hồ Mát Rồng Denku City sở hữu nhiều lớp thảm thực với động vật phong phú như hoa hồng, vườn lan, cá koi. Chân nghỉ tại Hồ Mát Rồng mang phong cách tân cổ điển với thiết kế cổng vòm xen kẽ với vườn hoa rực rỡ sắc màu, đài phun nước đem đến cho du khách những khung hình tuyệt đẹp. Cựu tình yêu Melody có kiến trúc mềm mại như một âm thanh trong trẻo của khúc nhạc mùa thu bay bổng bên Hồ Mát Rồng, vừa bình an vừa thư thái. Nhìn từ trên cao, hồ nước hình Mát Rồng trong xanh nằm trọn trong lòng đô thị. Cảnh quan hồ thoáng đãng, mát mẻ, thơ mộng với sắc xanh mênh mông của nước. Dưới độ sâu 60m có mạch nước ngầm, quanh năm nước tràn đầy trong mát. Bến du thuyền Monaco sẽ là nơi lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc ngoài trời sang trọng như tiệc doanh nhân, tiệc cưới, tiệc sinh nhật, dịp đặc biệt gặp gỡ bạn bè của giới thượng lưu. Đây là một đặc quyền mà chỉ cư dân tương lai của Denku City mới có được. Các bạn thấy sao về khu đô thị Denku City, khu đô thị được coi là đẹp nhất của thành phố Thái Nguyên? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.